Kính thưa quý vị, người Việt Nam xin trân trọng chào quý vị và chào quý khách đoàn trọng từ Little Sài Gòn. Chào anh. Vâng, chào anh. Vào một ngày cuối tuần, 2 ngày qua thì lại có cơ hội làm việc với cô Hương Giang. Cái tổ chức của anh có vẻ đa dạng quá, người nào cũng giỏi, người nào cũng lẹ và người nào cũng có lẽ nói là hoàn bát hết. Thành ra cảm ơn cô Hương Giang đã giúp cho chúng tôi có một cái chương trình trong 2 ngày qua. Và bây giờ thì hôm nay thứ sáu ở bên San Jose có gì đặc biệt không, thưa anh Sơn Nam? Thì anh có cái taste làm việc chung với nhiều người bởi không lâu đâu, khoảng dừng từ đây đến cuối năm 2014 á, thì Nam sẽ gần như là làm rất là ít và Nam sẽ có một cái ban lãnh đạo mới, còn cô gái rất là trẻ Cô nhưng anh bá. chàng thì hy vọng là họ sẽ tiếp tục cái con đường truyền thông chúng ta một cách tốt đẹp. Còn về giờ già rồi bắt đầu nghỉ hưu và vừa nghỉ hưu làm việc rất ít thôi anh, làm việc nhiều quá làm không có nổi. Thì cảm ơn anh đã giúp đỡ 2 ngày qua trong lúc Nam gặp rất là nhiều khó khăn trong một số riêng tư. Thế hôm nay thì anh trở lại San Jose, anh có khi nào nhìn thấy San Jose có những cái háo hức gì trong những cái ngày vừa qua với cộng đồng người Việt chúng ta không? Nói trắng ra khi Nam về, việc đầu tiên là 4 5 ngày không có check email. I see. Yeah. Việc đầu tiên Rồi bây giờ check email vậy mới anh thấy thấy. rằng thêm cộng đồng mình nó sinh động quá. Yeah. Nào là cuối tuần này trong cộng đồng thì thấy chúng ta có cái chào cờ đầu tháng, các anh em cựu quân nhân tập trung tới cái vườn Việt, chúng ta chào cờ rồi nói chuyện rồi tâm sự vân vân, sẽ uống cà phê cà pháo đó rất là đông, rất là có ý nghĩa. Chào cờ đầu tháng ngày đầu tiên trong 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 tháng vào thứ bảy đầu tiên trong tháng 9 giờ. Nếu quý vị nghe tin này muốn có cảm giác chào cờ đầu tháng tại vườn Việt ở đây xong rơi như thế nào thì ngày thứ bảy này, ngày mai 9 giờ quý vị ra đó thì quý vị sẽ có tham dự được. Và trong cuối tuần này chúng tôi nghĩ rằng một số dân cử Nam California cũng sẽ kéo về Bắc California, không phải để Wow. họ làm chuyện lớn vậy đó, và tham dự một cái tang lễ của bà Lee Sandwich, Oh, mẹ của Lê Văn Chiêu, một nhà tài trợ rất là wow. nhiều cho các cái dân cử. Và bà ta tới cái lễ tang của bà ta vào ngày, ngày ngày cuối tuần này. Chúng tôi không biết chính xác ngày giờ, Ngày thứ bảy hay chủ nhật? chắc là tôi nghĩ thứ bảy hay chủ nhật gì đó. Yeah, chắc lại Và tôi sẽ xem lại. chúng tôi Chắc nhìn lại tôi xem thấy lại. đó thì các dân cử đi rất là đông. Cái thứ hai nữa là vì họ họ giao tế giao tình thôi, mấy ông Chiêu cũng giúp đỡ nhiều về tài chính cho các vị dân cử trong suốt bao nhiêu năm qua, thì đến lúc mẹ anh chết thì các vị dân cử lên trả ơn lại. Thì cái thứ hai nữa là bây giờ đi tại San Jose không khí tranh cử bắt đầu nó ồn ào, các ứng cử viên bắt đầu cuốc bộ rồi, đúng không? Và cuốc bộ khá nhiều rồi. Cái thứ hai nữa là gì, đi các tiệm Lee Sandwich thấy có poster của cô Mai Xuân Nguyễn, thì cô Mai Xuân Nguyễn sau khi rớt 2 kỳ, một kỳ rớt thị trưởng San Jose sau đó 8 năm trước, rồi một kỳ rớt ở chức dân biểu tiểu bang, và bây giờ cô tranh đấu. Tôi nghĩ rằng cô tranh cử kỳ này rất là quyết liệt, rồi nếu thua kỳ này nữa là 3 kỳ thua liên tiếp đó, để tôi nghĩ cô bỏ nghề tranh cử luôn. Cho nên kỳ này cô tranh cử rất là quyết liệt. Thì đó, cùng cô Patty Dương thì chưa hề làm dân cử lần nào, nhưng mà cổ là chánh văn phòng của bà giám sát viên Sidney Chavez, cho nên cổ rất là tường tận công việc bên trong và bên bên ngoài, chỗ chưa tranh cử lần nào. Thì cổ huy động được được rất lớn, cha mẹ anh em bạn bè đã kéo nhau xuống đường và cô đi rất là dữ dằn. Thì đó là hai cô gái trẻ ở San Jose đang đấu nhau rất là điệt. Bên cạnh có một người phụ nữ cũng hơi lớn tuổi đó, chị Cẩm Vân, cũng tranh cử một số lần và có là đang là dân cử học khu cũng tranh cử chức này. Thì cuộc tranh cử thì San Jose bắt đầu nó sôi động trở lại. Còn người Nam Vâng, có cảm đi ơn như anh thế đã nào chưa? cảm ơn anh một vài tin tức về San Jose.
Vì trước tiên cá nhân tôi cũng có sự những liên hệ quen biết với anh Chiêu rất nhiều, ngay cả đến góp rồi ngay cả gặp gỡ anh ở những lần gặp gỡ anh ở tại miền Nam California. Thuận tiện đây anh cho tôi mượn cơ hội này gửi lời chia buồn đến anh David ở anh đi sang quýt anh Chiêu. Và tôi không biết là chắc đến lúc này chiều nay tôi xem lại, có thể có điều kiện thì có thể tôi sẽ lên San Jose để đi dự cái đám tang của anh, gia đình của anh Chiêu đi xem buýt, tại vì anh với tôi cũng rất là thân tình với nhau. Và đến bây giờ thì miền Nam California, trước khi mà chúng ta đi vào một vài công chuyện ở miền Nam thì chúng ta hướng về Việt Nam trước, rồi chúng tôi sẽ gửi anh đến tất cả những cái tin tức gì liên quan đến cộng đồng người Việt chúng ta ở đây. Việc trước tiên là ở Việt Nam hôm nay thì ở Hà Nội sáng nay tất cả các tin tức đều cho biết một trong những cái cơn mưa lớn tấn công có thể nói rất là dồn dập đến Hà Nội, ngay cả những cái đường đi ở ven nghĩa là cái ngoại gần khu ngoại ô Hà Nội thì đều bị lụt hết, xe cộ đóng hết hàng dài, chỗ nghĩa là nước nó trôi rồi cuốn theo đất và làm cho cái vấn đề giao thông rất khó, thì đó cũng là một trong những vấn đề chúng ta cũng quan tâm đến. Nhưng mà sở dĩ tôi nói vấn đề Hà Nội thì chắc trong những ngày qua trước khi chúng tôi đã đến những cái sinh hoạt ở đây thì Vicky cũng biết rằng chắc là quý vị đã biết ông David Dương. Và ông David Dương kỳ này thì cũng về với theo một cái phái đoàn của Vapa, và đặc biệt là có thêm một vị nữ thị trưởng của thành phố Auckland. Người này là một trong những người phụ nữ trẻ mà thuộc dân tộc H'mông. Thì lẽ dĩ nhiên càng ngày thì càng có những cái mối liên hệ giữa Việt Nam và những người cộng đồng của người Mỹ gốc Việt chúng ta ở đây. Thì chắc không nói anh cũng biết ông David Dương, một trong những khuôn mặt có một cái gọi là cái tai cái tiếng tăm, cũng giống như là cái công việc hoạt động của anh ở trong trong công ty gọi là xử lý rác ở tại khu vực Bình Chánh. Nhưng lúc này thì thật sự ra là anh David Dương cũng đang đứng trước một cái vấn đề có thể nói để đòi hỏi tất cả những cái tiền thiếu của họ đã ký hợp đồng làm việc về vấn đề xử lý rác, nhưng đến bây giờ chỉ vẫn chưa được thanh toán, chỉ đủ một phần thôi, chưa có đủ để cho thể trang trải tất cả những cái vấn đề gì mà công ty rác họ đang còn phải đối phó. Thì điều mà chúng tôi muốn nói đến là vấn đề một vài người nhân vật ở đây cũng sẵn cái cơ hội này. Như như anh Ngô Kỷ, anh cũng đưa lên tất cả những cái email, những hình ảnh, và anh cho biết rằng là ông David Dương đi về bên đó nhưng mà có liên hệ đến ngày 30 tháng 4, cái công ty Vapa có kéo cái cờ vàng, bởi thế ông không có được có mặt ở trong những phiên gặp gỡ với ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Đó là những tin tức mà tôi nói theo những cái lời của anh Ngô Kỷ nói, chứ tôi không biết những cái tin tức đó đúng thật hay như thế nào. Tuy nhiên, việc trước tiên chúng ta thấy rằng ông Ngô Kỳ cũng đưa ra một cái danh sách của những người mà dân cử ở đây đã có sự đóng góp giúp đỡ, và có nhiều khi lên tới tận năm 2022 thì đã lên tới ở trên đó để gặp gỡ anh David Dương, và anh cũng giúp cho một số tiền cho mỗi một người ứng cử. Bởi thế gồm có những ông như Tạ Đức Trí, ông Nguyễn Mạnh Chí. Thì đến bây giờ với một cái gọi là một cái quan điểm lập trường của những người này, họ không bao giờ chấp nhận những cái sự mà gọi là tiếp tay giao thiệp với ở bên Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như là Đảng Cộng sản. Bởi thế chúng tôi không biết đường hướng của những người này ở trong tương lai sẽ như thế nào, nhất là tất cả những cuộc tranh cử giống như anh nói sắp sửa xảy đến nữa, thì đây cũng là một trong những đề tài hấp dẫn để cho một trong những người mà gọi là bạo miệng nhất, đó là ông Ngô Kỳ, ông sẽ nói gì. Mấy hôm nay thì tôi thấy trang Facebook của ông đầy dẫy tất cả những cái tin tức liên quan đến viếng thăm của ông David Dương với tính cách là chủ tịch cái công ty và cái tổ chức và ba, thì đó là một vài điều. Trở lại sinh hoạt ở quận Cam này thì việc trước tiên sáng nay thì anh cũng thấy tin tức đánh đi thì cho biết rằng là trong tháng 7 vừa qua họ đã làm kiếm thêm được 287.000 công việc. Bởi thế chúng tôi thấy có một cái vấn đề hơi nghịch lý là cái vấn đề gọi là vấn đề là cái tiền nó cao hơn, mà trong cái một cuộc sống của chúng ta nó lại không có gặp gì nhiều khó khăn, nhưng mà tất cả các hàng hóa ở miền Nam California thì có thể nó nhảy vọt một cách rất là khủng khiếp trên Nam. Lấy nhiên chúng ta nói rằng là cái inflation, là cái chữ inflation đó là một trong những cái vấn đề Lạm phát. Vâng, vấn đề là inflation, lạm phát đó, nó gia tăng nhưng mà không có thể để mà tất cả những cái cửa hàng ở đây, nhất là tiệm ăn, tất cả những có thể nó gia tăng một cách rất nhiều, thành cũng có những cái phản ứng trên chung.
Và đặc biệt là cái không khí tranh cử ở đây thì có thể nói đã bắt đầu đến vào một cái thời kỳ mà hơi gay, có thể nói là hơi khó khăn rồi đấy. Lẽ nhiên đến bây giờ thì chưa có chính thức danh sách những người ra tranh cử, nhưng mà dù sao đi nữa, hôm qua thì tôi có nói chuyện với cô Hương Giang về những người tranh cử ở chức vụ và quan trọng nhất đó là giám sát viên. Nhưng hôm nay thì tôi lại nghe đến bắt đầu một cái cuộc tranh cử mới, cũng là không thể kém, không kém phần mà sôi nổi, đó là cuộc tranh cử vào chức thị trưởng của thành phố Garden Grove. Chắc anh cũng có cơ hội gặp cô Nguyễn Thu Hà rồi. Thì cô Thu Hà là một trong những khuôn mặt trẻ có trình độ học vấn cao, cũng có những cái quá khứ liên hệ với chính trị và đặt đến thành phố Garden Grove. Thì là cô bây giờ là một trong những người ứng cử viên trong số những cái người mà được cộng đồng người Việt chiếu cố nhiều nhất ở tại thành phố Garden Grove. Người thứ nhì đó là ông Nguyễn Quốc Lân, ông luật sư Nguyễn Quốc Lân cũng là một trong những người một trong cái thời gian dài ở trong cái chức vụ là học khu, thì kỳ này cũng bắt đầu trở thành noi gương ông Nguyễn Minh Chí. Thấy ông Nguyễn Minh Chí trở thành thị trưởng được thì bây giờ cũng đến phiên mình cũng có thể trở thành thị trưởng được. Vậy thế cũng có đã tuyên bố ra trên chữ vào chức vụ thị trưởng của thành phố San Jose. Nhưng bên cạnh đó thì chúng ta Không, không thành phố quên một Garden Grove. xin lỗi anh, của Garden Grove, đúng như vậy, xin lỗi anh. Và đặc biệt chúng tôi cũng không quên một nhân vật gọi là gắn liền với thành phố Garden Grove rất lâu, đó là ông Phát Bùi. Ông Phát Bùi cũng là một trong những người của cái gọi là cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali. Không biết đến bây giờ thì cái sinh hoạt của cái tổ chức này như thế nào, nhưng mà ông là một trong những nghị viên có 2 nhiệm kỳ và là một trong những người rất quen thuộc với thành phố Garden Grove. Thì tôi nghĩ rằng mặc dầu chưa chính thức tuyên bố, nhưng mà tôi nghĩ thế nào ông Phát Bùi cũng là một trong những ứng cử viên. Bởi thế đến bây giờ thì đã có 3 người, một là người nữ, 2 người nam, có thể sẽ ra tranh cử chức vụ là thị trưởng của thành phố Garden Grove. Chắc anh Xuân Nam cũng biết thành phố Garden Grove là một trong những thành phố có thể nói có cộng đồng người Việt chúng ta ở rất chiếm đa số rất nhiều. Vì có thể, cái con số người Việt ở đó có thể đã lên tới gần trên 50% nữa. Vì bởi vậy cái chức vụ mà có thể nói rằng thị trưởng cho thành phố Garden Grove thì có thể nói là một cái chức vụ lý tưởng cho người Việt chúng ta. Thì hy vọng những ứng cử viên sẽ với cái đường lối tranh cử của họ, và đến bây giờ thì thấy những cái khuôn mặt này cũng có thể tạo nên một cái niềm tin cho cộng đồng. Những người trẻ như cô Thu Hà thì chúng ta không có thể nào trách gì cô, vì cô đã từng là phó thị trưởng, đã từng là nghị viên, đã từng là một người phục vụ trong, nghĩa là con cháu của Marine Corps thì quân lục chiến, là một người đi hàng đầu trong những cái cuộc tranh đấu, là một trong những người chưa bị tai tiếng gì về tất cả những cái vấn đề mà liên quan đến sinh hoạt chính trị của cô. Và là một người cũng được có nhiều cái ủng hộ của phái nữ. Thì chúng ta chờ xem cái kết quả cái cuộc tranh cử này như thế nào. Thưa anh xin đọc. Tôi nghĩ Garden Grove kỳ này có lẽ người Việt sẽ giành chức thị trưởng, nhưng mà những cái cô, những người bạn mà tôi có dịp tiếp xúc đó, ứng cử viên đó, anh Nguyễn Quốc Lân tôi biết rất rõ, là gần đây tôi biết thêm cô Thu Hà, anh Bùi Phát tôi biết cũng rất rõ, và gần đây thấy thêm Thu Hà nữa, thì tôi cho là trong 3 người đó, tôi nói không ngượng miệng nữa. Tôi cho là Thu Hà sẽ là ứng cử viên xứng đáng nhất, và có thể Tôi cô thì sẽ cũng thắng đi này. anh Xuân Nam, cho chúng ta trở lại cái chữ xứng đáng. Anh tôi nghĩ rằng không, chắc lẽ người nào cũng xứng đáng hết anh Xuân Nam ơi, 3 người đều xứng đáng hết. Để nhưng có một cái là trong 3 người xứng đáng này, chúng ta người kỳ cử tri chỉ có được chọn một cái xứng đáng mà thôi, thì bởi thế không biết ai là người xứng đáng nhiều Đó nhất được đó. chọn chứ. Thì thưa Thì Nam, đó là một bài. chuyện trở lại một chút về chuyện Đa Vĩ Dương. Tôi trong 5 ngày vừa qua tôi không ở cái nơi có internet, do vậy tôi không biết gì chuyện Đa Vĩ Dương cả. Nhưng sau một đêm tôi mới vừa về, thôi tôi đọc được internet đó, thì tôi thấy tương đối khá nhiều chuyện. Bây giờ tôi hỏi anh nha, Đa Vĩ Dương về chuyến này đó, là sau gần trên dưới 400 ngày chưa vào Việt Nam, là một tổng giám đốc của công ty rác với đầu tư tiền bạc triệu bạc trăm triệu mà không về một cái nhà máy của mình trong vòng khoảng gần 2 năm, lý do gì vậy ạ?
Thì trước tiên chúng ta phải nói rằng cái đội ngũ của những tất cả những chuyên viên kỹ thuật cũng giống như chuyên viên hành chính ở cái công ty rác, xử lý rác của anh David Dương ở tại Bình Chánh, thì có thể nói họ đã hoàn tất cái công việc đó một cách rất là xuất sắc. Tôi phải nói như vậy. Tại tôi có điều kiện đến đó và tôi tham quan với tất cả những sinh hoạt ở đó, thì tôi thấy rằng tôi không hiểu rằng cái chức vụ và cái sự có mặt của anh David Dương có thể nó ở trong lĩnh vực ngoại giao tế mà thôi, chứ còn ta từ vấn đề kỹ thuật cho vấn đề hành chính, thì trong lúc này hình như cái vấn đề giao tế bên ngoài có một vài sự hạn hẹp mà có thể không được phát triển như lúc trước nữa, vào cái thời điểm mà chắc anh cũng thấy sau cái đại dịch 2 năm đại dịch rồi xong xuôi, bắt đầu những cái vấn đề thanh lý, bắt đầu những cái vấn đề mà người ta nói đến cái vấn đề tham nhũng của nhiều những người ở trong cái cao cấp của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bởi thế thì tôi không lấy làm lạ gì mà anh David Dương cũng không có thường xuyên trở về Việt Nam. Nhưng bên cạnh đó thì anh David Dương đang còn liên hệ gắn liền với một cái vụ thư kiện, mà cái vụ thư kiện này nó không được xử ở tại Việt Nam mà nó đòi hỏi một cái cuộc tranh chấp để được dưới sự giám sát của những trọng tài quốc tế, mà có thể nói rằng là họ sẽ đặt cái tổ chức đó, xét xử đó ở tại Singapore. Cái câu hỏi của anh rất hay, vì tại sao lúc này thì ông David Dương lại trở về? Thì lẽ nhiên là một người business như anh David Dương thì chúng ta nghĩ rằng trước khi về thì chắc là anh cũng có một cái gọi là cái thăm dò trước, coi thì có những cái chuyện gì nên về hay không nên về, thì chỉ có cá nhân anh David Dương mới biết được chuyện đó. Nhưng mà gần đây thì qua những cái sự việc anh David Dương với cái tổ chức VAPA và một vài những nhân vật, những người châu Á của chúng ta, nếu mà anh nhìn kỹ lại thì qua cái cuộc gặp gỡ đầu năm này, anh David Dương đã cố ý để recruit, tức là mời thêm những cái người mà dân cử trẻ Việt Nam để khi cùng với ông về có một cái tiếng nói mạnh với những người ở trong nước. Không biết có điều đó có đúng hay không, nhưng mà thật sự ra hình như anh David Dương cũng có thể cũng không nhận định rõ về cái thế lực và cái sức mạnh của những người dân cử của mình ở đây như thế nào. Là đến lúc thì chúng ta chưa thấy những người dân cử của chúng ta có một tiếng nói mà có thể nói rằng chính quyền của Hoa Kỳ có thể nghe được ở cấp trung ương. Còn đối với chúng ta ở cái hai đảng phái thì Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa, thì nói thật tình những người dân cử của Việt Nam cũng chưa đóng một cái vai trò quan trọng trong hàng ngũ đảng. Bởi thế khi nói đến một cái người Hmong là một người thị trưởng của thành phố Auckland thì đi với ông thì có thể nói tiện hơn, để sau khi bà Janet Allen đã có một vài cái gọi là cái bày tỏ với Việt Nam, đặc biệt qua cái buổi gặp gỡ với ông Phạm Minh Chính, thì có thể nói thị trường Việt Nam sẽ mở rộng nhiều trong lúc này với giao dịch mậu dịch với Hoa Kỳ, và tất cả những cái sự kiện đó có thể đưa đến một cái vấn đề thành phố Auckland hay là thành phố San Francisco, cũng như là tôi không biết thành phố San Jose thì như thế nào, nhưng mà San Francisco và Auckland sẽ có những cái cơ sở để trao đổi mậu dịch với Việt Nam trong tương lai. Thì tôi nghĩ đó chỉ là những cái người ở phía trên Bắc thôi, chứ còn ở phía Nam này tôi thấy không có ai có thể đủ cái khả năng và đủ cái tiêu chuẩn, cái level để có thể trao đổi và nói chuyện về vấn đề mậu dịch với Việt Nam lúc này. Thật Tôi có nghe nói là vì cái bà thị trưởng thành phố Auckland được gặp Phạm Minh Chính, ông chỉ tiếp phái đoàn của bà ta thôi và không tiếp phái đoàn của ông David Dương, và không có người nào của công ty David Dương được gặp gỡ ông Phạm Minh Chính. Cái điều đó đúng không? theo tôi thì tôi chỉ thấy cái hình ảnh đó, là có một cái hình ảnh đưa lên, đó là hình ảnh của ông thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ bà thị trưởng của thành phố Auckland. Tuy nhiên với một những cái bức hình trước ở trong những cái khu vực đó thì chúng tôi có thấy hình ảnh của ông David Dương cũng giống như phái đoàn của công ty xử lý rác ở tại Bình Chánh của ông David Dương. Đến bây giờ thì chúng tôi qua nhìn thấy những cái sự kiện đó, nhưng mà chúng tôi không dám nói cái giới chức nào. Khi mà chúng ta, với cá nhân tôi thì tôi nhận tin tức thì có thể nó của thông tấn xã TASS, thông tấn xã của Việt tấn xã, hay là của những cái tờ báo như là tờ báo Nhân dân, tờ báo Quân đội Nhân dân, hoặc là tờ báo Thanh niên, tờ báo Giải phóng, thì hy vọng chúng ta có thể có một cái căn bản để nói. Mà theo cái sự nhận định của chúng ta thì đến bây giờ còn quá sớm để chúng ta nói điều đó. Còn đối với những người mà có thể nói họ trao đổi với nhau trên những cái Facebook hay là trò chuyện với nhau, thì cá nhân tôi thì tôi không bao giờ đi đến cái vấn đề trả lời một cách công khai như vậy. Cũng cũng có nghe nói đến David Dương
và bị tung ra, hoặc ông tung ra không ai biết ai tung ra, nhưng trên internet có một số hình ảnh mà ông Đăng Dương cùng với phái đoàn bốn người, không biết là trong đó bên nào bên nào, một số tôi không rành, nhưng có cái hình là bốn người đứng trong đó có Đăng Dương chụp hình trước tượng Hồ Chí Minh và trước Cái lá cờ đỏ sao vàng rất là đó to, thì hoàn toàn đúng, cái đó thì hoàn toàn thấy thì có rõ ràng. cái đó là người ta nói là nó phải cúi đầu Đăng Dương đảnh lễ các vị to lớn, con sám sám hối, con xin lỗi, con có tội, là khi con bay cờ vàng trên 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 Westminster bây giờ cũng xin tạ lỗi, thì cái đó anh nghĩ sao? Vâng, thật sự mà nói một cách khôi hài, nói một cách châm biếm thì lại nhìn trở lại cái vấn đề trước khi anh David Dương làm cái vấn đề mà gọi là ba bay ở trên cái bầu trời đó, với cái lá cờ vàng ba sọc đỏ, và sau đó thì một thời gian anh trở về, thì nói thật với anh David Dương và bộ tham mưu của anh có đủ sức để mà hiểu biết tất cả những cái đó để ông quyết định đi về Việt Nam, thì chắc là ông đã dự đoán những gì xảy ra. Và anh biết rằng một khi một nhân vật thủ tướng, vị lãnh đạo của một cái quốc gia mà gặp họ gỡ, thì chắc là họ cũng phải biết tất cả những cái nhân viên của họ để trình cho những cái sự kiện như cái kiện như thế nào, để họ không có bị quyết định hớ khi mà gặp một người nào đó. Thì theo cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng ông David Dương không có thể có cái cơ hội để gặp tất cả những giới chức lãnh đạo Việt Nam lúc này, là tại dù sao đi nữa thì cũng còn vướng mắc bởi một vài sự kiện xảy ra trong cái thời gian gần đây thôi. Có nghe anh có nghe nói trong phái đoàn đã bây dương có 1 tỷ phú 60 tỷ không? Tôi có nghe nói có 1 tỷ phú, nhưng mà thật sự ra anh thì tôi cũng không biết người tỷ phú đó là ai, thành tôi cũng không thể mà đưa ra cái câu trả lời được. Tôi có nghe nói đến như thế này, trong phái đoàn Đăng Dương đó, là khi trước khi về tung ra trên báo chí trong nước ồn ào lắm, Dạ vâng. là có con đại bàng 60 tỷ sẽ đi cùng với đoàn vô tìm cơ làm ăn và đầu tư tại Việt Nam, và một số bốn thị trưởng thành phố, và nghe nói bây giờ cánh cụp cánh xòe là chỉ có không một một hai thị trưởng, và ông tỷ phú thì không có, cho nên trong nước nó đồn rằng ông Đa Bi Dương là vua nổ, để thấy sao? Và thật sự ra trong quá khứ thì tôi thấy rằng anh David Dương cũng không có cái gì gọi là đi quá lố về cái lời nói của anh. Trong cái quá khứ đã, tôi thấy anh tiếp xúc với tất cả những cái ông có một thời kỳ thì ông có một cái ông chủ tịch của thành phố, nhân dân thành phố Sài Gòn có đến thăm cái công ty của anh. Đó là một trong những giới chức cao cấp mà anh có được quyền gặp. Ở đây thì anh cũng có những cái sự liên hệ đặc biệt thời ông John McCain, thì anh cũng hay có những cái buổi gặp gỡ. Còn vấn đề mà ở đây mà đi chụp hình với ông Barack Obama, ông tổng thống nào, thì cái chuyện đó thì chắc là có tiền thì chụp được thôi, chứ không có cái gì cái là gọi là một cái vai vế chính trị để mà gặp. Bên cạnh đó thì anh David Dương cũng có những cái việc làm ở trên cái thành phố San Francisco, cũng giống như tại Oakland hoặc những cái về San Jose công ty rác, thì anh có một cái sự liên hệ rất là có thể nói tốt với tất cả những giới chấp của những cái thành phố đó. Tuy nhiên cái vấn đề mà nổ thì chắc là tôi có thể cái vấn đề tự do của người tôi thì tôi không nói anh đã bị dừng nổ, nhưng mà tôi nghĩ rằng cái vai trò của công ty xử lý rác ở tại Bình Chánh lúc này cũng không được thuận lợi như những gì trước, và tôi nghĩ rằng đây là cái thời điểm không phải để cho những nhà lãnh đạo cấp cao của Việt Nam gặp ông đi biết chuyện lúc này. Thành ra những cái lời mà báo chí nói trước á, chúng ta cũng phải theo dõi những cái tờ báo nào, vì chắc là những cái tờ báo mà nó ở một cái level khác. Không phải tiếng nói của đảng, không phải tiếng nói của một cái thành phố nào hay là phụ nữ nào, thì chắc lẽ chúng ta cũng nên xem lại. Và thật sự tôi không đọc những cái tin đó, thì tôi không biết. Nhưng mà cái điều mà tôi suy nghĩ và tôi biết là một khi tất cả những cái cuộc gặp gỡ, ngay những khi tôi, ví dụ tôi phỏng vấn một người nào ở cấp bộ thứ trưởng hay là bộ trưởng, thì phải có một cái preparation, có một cái điều học clear, mình coi như thế nào cái vấn đề. Tôi không bao giờ tôi gặp gỡ ai mà tôi nói ở tôi sẽ hỏi vấn đề đó hết. Nhưng mà họ cũng cần phải biết rằng mình phải làm cái gì đã. Thì tôi nghĩ rằng nếu như anh David Dương khi đưa phái đoàn ra Hà Nội thì chắc có lẽ hai bên đã có những cái thỏa thuận với nhau trước. Còn vấn đề báo chí đăng thì thưa anh, dù sao mà anh David Dương cũng là một người có thể nói là tiền bạc có nhiều.
Ông là một người rất rộng rãi, thậm chí là cả ứng cử viên ở tại miền Nam này không gì hết mà ông cũng vẫn chi tiền một cách rất là hào phóng. Thì đối với Việt Nam thì chắc là tôi nghĩ cái chuyện đó thì anh cũng biết rồi, nên bạc thì đâm toạc tờ giấy vậy thôi. Thưa anh xin nào. Tôi nghĩ như vậy, cảm ơn anh. Thì có nhiều chuyện liên quan chuyến đi mà tôi chưa confirm được, nghe nói rất là nhiều mà chưa confirm được. Chúng ta hy vọng sẽ một vài ngày nữa chúng ta có confirm được thì sẽ thưa chuyện thêm về vấn đề này. Vâng, thưa anh Xuân Nam, cái vấn đề này á, thì đối với cái khía cạnh của những người ở chúng ta ở đây á, đặc biệt nhất tại miền Nam, thì bắt đầu có một cái không khí bắt đầu chớm nở là liệu tất cả những cái vị dân cử ở đây đã từng vương vấn, đã từng có thể nói nhận tiền trợ cấp, cũng giống như đã từng phe nhóm đi lên trên gặp gỡ ông David Dương, trong cái những người đó bây giờ ra tranh cử họ sẽ trả lời như thế nào về tương lai thái độ của họ đối với ông David Dương. Đó là một cái câu hỏi mà Cái tôi đó là một chuyện lớn nữa, dạ vâng, tôi nghĩ rằng mà cái chuyện này cũng là chuyện lớn nè. dạ Chính mắt tôi đọc báo chứ không phải tôi nghe nói lại. Và dạ khi tôi đọc báo thì có nghĩa báo trong nước đó, dạ thì có nghĩa là có hai vụ đáng chú ý. Vụ nhất là công ty của Đông Dương sẽ đóng cửa luôn vĩnh viễn vào năm 2024 trước hợp đồng, trước kết thúc hợp đồng. Thì đây là một cái chữ mà có nghĩa trong nước họ không xài Đông Dương nữa, Vâng. thì và có thể có sự cạnh tranh từ trong nước, có sự cạnh tranh của các công ty khác từ trong nước, và cũng có những sự cạnh tranh khác từ quốc tế mình không biết. Nhưng mà thành phố Sài Gòn sẽ thay đổi, sẽ chấm dứt cái hợp đồng của Đông Dương vào năm 2024. Cái điều mà cho thấy rằng cái mối quan hệ giữa Đông Dương và trong nước đó, nó nhiều phức tạp quá. Vâng. Tại vì một người mà sống giữa hai đằng đạn như Đông Dương á, bây giờ anh nếu anh cho kéo cờ Việt Nam Hòa bay trên phố Bôn Sa, thì người đó trả tiền tổ chức kéo cờ bay phố Bôn Sa và vinh danh quân lực Việt Nam Hòa ngay tại Vườn Việt ở ngay 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 tại Bảo Tàng Viện ở miền Bắc California, thì người đó có được gặp Phạm Minh Chính không? Và nếu mà Phạm Minh Chính dám gặp á, thì Phạm Minh Chính có yên thân với những cái người nội bộ và bộ chính trị Phạm Minh Chính không? Cái lột da Phạm Minh Chính liền thì gặp phản động, đúng không? Cho nên khi Đông Dương đã và đi vào Việt Nam, dù Đông Dương có cố gắng là tẩy rửa hình ảnh đó bằng cách là chụp hình mình đứng trước tượng Bác Hồ của Đông Dương và trước cái lá cờ, nhưng mà Việt Nam nó cũng không cho gặp. Nghe nói vậy, tôi không confirm được 100%, nhưng mà nghe nói trong chuyến đi này ra Hà Nội, phái đoàn Đông Dương rất là thất vọng. Họ chỉ tiếp những người mà người thị trưởng của Úc Linh trong buổi họp riêng, chứ không tiếp phái đoàn của Đông Dương bất kỳ một người Việt Nam nào trong phái đoàn đó. Tôi nghe nói vậy. Có cái bước đi rất là thảm bại. Tin tức thì dồn dập xối xả nên là công ty phải đóng cửa vào 2024. Đông Dương không dám về Việt Nam. Rồi ra chính phủ không tiếp như trước đây nữa. Thì tôi nghĩ và chuẩn bị sẽ cắt đứt cái công việc làm ăn Việt Nam. Thì ông nghĩ tin tức đó là BB đó. Cái thứ hai nữa đó là có một cái chuyện nữa là tự nhiên không nhớ được chuyện gì, mình đang Bây nói giờ chuyện gì. thưa anh Xuân Nam như vậy, anh Xuân Nam, việc trước tiên là công ty, việc trước tiên cái căn bản nhất là Việt Nam một trong những thành viên của WTO, tổ chức mậu dịch quốc tế thế giới, thì tất cả những cái ràng buộc giữa công ty rác, xử lý rác của ông David Dương với Việt Nam qua những cái hợp đồng thì nó cũng có ảnh hưởng trong những cái điều lệ của những tổ chức WTO bắt buộc tất cả các quốc gia phải chấp hành những cái điều kiện đó. Thì tôi không biết rằng là cái chính thức như thế nào đến năm 2024 họ đóng cửa hay không thì tôi không đề cập đến, nhưng mà tất cả những cái vấn đề thanh lý hoặc trục xuất hoặc là có thể nói giải tán cái cơ sở đó thì đều qua một trong những cái vấn đề thư kiện, mà nếu hai bên có một bên trong hai không có bằng lòng thì như tôi đã nói lên ban nãy, hiện nay công ty RAC của ông David Dương đang có những cái thủ tục tiến hành trong cái tòa án tranh chấp vấn đề của ở vấn đề gọi là đi sai cái điều luật hai bên đã được đồng thuận trong căn bản với cái WTO, thì tất cả những cái cơ quan gọi là
chính quyền ở cái cơ quan xử lý quốc tế đó hiện nay đang có thụ lý cái vấn và một thụ lý cái vấn đề này ở tại Singapore. Cái vấn đề chính ở đây nữa thì chắc anh cũng tôi không nói thì chắc anh cũng biết ông David Dương có một người hồi xưa là vấn đề ông đó là chủ nhiệm một cái tờ báo bên biên tập chứ hay là chủ biên gì đó của một cái tờ báo ở tại Việt Nam, tờ báo Giải Phóng, đó là ông Bùi Công Khế là Nguyễn Công Khế gì đó, đó là cái bước đầu tiên. Và đến bây giờ thì anh thấy hai bên thì có thể nói ông Khế thì chắc lại cũng không còn quyền lực nhiều, tuy nhiên bên cạnh đó thì cái tình cảm giữa hai bên nó cũng không còn như những gì mà có thể nói những bước đầu. Thì anh cũng biết rồi, không riêng gì ở Việt Nam mà ngay đâu cũng vậy, khi còn tiền còn bạc còn liên hệ với nhau thì còn tốt, mà còn không nữa thì cái chuyện đó rất bình thường xảy ra. Chúng ta cũng không cần để ý đến nhiều. Bây giờ thì mình anh với tôi vừa mới nói chuyện đấy nhưng cũng rất là thích thú, nhưng mà đến bây giờ thì cũng có một vài cái sự kiện mình cũng nên đề bạt đến thưa anh Xuân Nam. Việc trước tiên chúng ta phải nói đến cái làn sóng của những người Việt ở đây bắt đầu hoang mang chao đảo về tất cả những sự kiện gọi là qua cái vụ án của ông Trump ngày hôm qua. Thì tôi không nói nhiều, thì anh cũng biết phần lớn những người Mỹ gốc Việt chúng ta ở miền Nam California họ cũng có một số lớn rất ủng hộ ông Donald Trump rất nhiều. Tôi nói điển hình như vậy là ngày 29 tháng 9 tới đây sẽ có một cuộc gặp gỡ ông Donald Trump với tất cả những thành viên ủng hộ ông ở tại Anaheim. Anh Nam có thể nghĩ đến bây giờ mặc dù chưa chính thức mà một cái vé vào cửa để gặp gỡ ông cần khoảng bao nhiêu tiền không anh Xuân Nam? Nhất tôi ghi $1.000. 1.000 đô, 1.300 đô la chỉ là cái giá mà có thể nói rằng liều có thể chỉ đứng ở gần xa không đi vào đó mà thôi, Dạ, không nó không đúng vô cửa thôi á. à, dạ. Nhưng mà cái vé chính mà để mà gặp mà chụp hình á nó sẽ lên tới cỡ khoảng 12 cho đến 21.000 đô la một vé, còn mà đứng ở phía trong một chút xíu nữa thì có thể lên tới cỡ khoảng 3.300 đô la một vé. Nhưng mà bây giờ tất cả những vé đó đã bị book out và cộng đồng người Việt bây giờ là có một cái cơ hội để thi thố coi thử liệu mình có mặt ở trong cái buổi gặp gỡ đó hay không. Thế thì anh có thể nhận xét được rằng là cái cộng đồng người Việt ở đây với một vài, tôi không nói chung hết nha anh, tôi nói một số lớn thôi, có thể nói hăng say mê được làm sao vào trong cái buổi đó. Dạ, thì lẽ nhiên mỗi người được có một cái quyền để quyết định cho cái cá nhân của mình. Tôi được biết trong cái kỳ gặp gỡ lần cuối cùng vào đây thì có một người tôi tạm giấu tên nha đã bỏ ra 50.000 và để gặp gỡ và chụp hình. Thì có thể nói người nhân vật ấy rất là quen thuộc và có nhiều cái quyền cái kiểu cái là quyền lực đối với cái ủy ban gọi tổ chức cái buổi giao tiếp gặp gỡ với ông Donald Trump. Thì điều đó cũng là một trong cái sự kiện mà chúng ta thấy. Bởi thế chúng tôi cũng phải nói thêm rằng là sau khi tất cả những sự kiện mà diễn ra vào ngày hôm qua thì chúng ta cũng có thêm một cái tin mới tiện đây chúng ta cũng cần phải nên nói. Đó là thẩm phán giám sát vụ án ngày 6 tháng 1 vừa qua, ngày cái vụ án mà ngày 6 tháng 1 của cựu tổng thống Donald Trump, họ đã cho đưa ra một cái quyết định cho hai bên, tất nhiên phía ông Donald Trump và phía công tố viên Rex Smith có 2 tuần lễ để đề xuất ngày xét xử. Như vậy điều đó có nghĩa rằng khác hẳn với Mar-a-Lago, cái vụ án này tiếp xúc và có thể nói tiến trình một cách rất là nhanh. Trong lịch lập lịch thi đấu đầu tiên được đệ trình vụ án này vào sáng thứ sáu là sáng nay tức thì tôi vừa mới nhận được tin là thẩm phán Tania Chokan đã cho tất cả các công tố viên thời hạn đến ngày thứ năm này để đề xuất ngày xét xử và đưa ra cái ước tính về thời gian họ nghĩ là sẽ mất bao lâu để đưa vụ này ra xét xử. Ông Trump thì không nhận tội về cái cáo buộc ngày 6 tháng 1 và gọi đó là một ngày buồn cho nước Mỹ. Đồng thời, bà chánh án bà cũng ra lệnh cho nhóm của ông Trump phải trả lời hồ sơ đó trước vào ngày thứ năm, ngày 17 tháng 8, đồng thời đề xuất ngày xét xử của riêng họ và ước tính thời gian cần thiết để bào chữa cho họ. Tuy nhiên là yêu cầu phía cả phía luật sư của ông Donald Trump sẽ đưa ra trả lời hồ sơ trước ngày thứ năm, tức là ngày 17 và ngày 10 tháng 8 để có một cái buổi gặp gỡ để lập ra những cái thủ tục xét xử. Ngoài ra thì bà Sukin cũng cho biết cô sẽ không yêu cầu chính phủ Trump phải xuất hiện, chính ông Trump phải xuất hiện ở trong cái buổi mà gặp gỡ về cái tình trạng sắp tới dự kiến xảy ra vào ngày 28 tháng 8. Ông Trump chắc anh cũng biết là hôm qua ông đã không nhận tội trước tất cả các cáo buộc thực hiện một cái kế hoạch tội phạm nhằm lật ngược kết quả của cuộc bầu cử vào năm 2020 là bằng cách tranh thủ một nhóm được gọi là cử tri giả nhằm vào một số bang sử dụng bộ tư pháp để tiến hành tất cả các cuộc điều tra tội phạm bầu cử giả mạo.
và cố gắng tranh thủ phó tổng thống, tranh thủ vượt cái vào cái quyền hạn của ông phó tổng thống Mike Pence để thay đổi cái kết quả bầu cử và tăng cường tuyên bố sai sự thật về một cuộc bầu cử bị đánh cắp khi cuộc bạo động ngày 6 tháng 1 nổ ra. Tất cả đều nhằm lật đổ một cái nền dân chủ và duy trì quyền lực theo các công tố viên. Đó là tất cả những cái tin tức mà công tố viên đưa ra và chúng tôi chỉ đưa ra, chứ tôi không có ý phê bình bình luận gì cả. Nhưng mà thưa anh, bây giờ thì chúng ta trở lại một trong những vấn đề mà có thể nói rằng qua những cái vụ kiện vừa qua, thì vụ kiện ngày hôm qua thì cho thấy rằng 65% người dân Hoa Kỳ được tất cả các hãng thông tấn, đặc biệt là hãng thông tấn ABC, họ research, họ hỏi thì họ cho rằng đây là một vụ án rất nghiêm trọng và có thể đây là một vụ án để bảo vệ, nói lên cái tiếng nói dân chủ có thể nó đã bị đánh cắp hoặc là bị sử dụng không đúng ở tại Hoa Kỳ này. Và tất cả những cái thành viên mà có thể đã được xét, được tham dự thì cho thấy rằng họ muốn nghe và muốn nhìn được tất cả những sự kiện xảy ra một cách trung thực qua cái vụ án này trong những ngày tới đây. Và bên cạnh đó thì tuần thể anh cho tôi nói thêm chút xíu nữa là ở tại Georgia cuối tháng 9, ở cuối tháng 8 này, vào ngày 1 tháng 9 này, bà Bliss, một trong những người mà có thể cũng là một trong những người nữ công tố viên, bà sẽ đưa ra với trước bồi thẩm đoàn về một trong những cái vấn đề liên quan đến tất cả cái vấn đề cũng là gian lận bầu cử nhưng mà tại tiểu bang Georgia. Thì lẽ nhiên đến bây giờ thì chúng ta chưa biết cái sự kiện như thế nào, nhưng mà ông chỉ huy trưởng cảnh sát của quận hạt Fulton thì cho biết là nếu cái cuộc mà gọi là gặp gỡ và truy tố ông cựu tổng thống Donald Trump vào ngày này xảy ra trong cái địa hạt của ông, thì ông cái địa hạt ở Georgia cũng phải có những cái hành động khác hẳn với những hành động trước. Điều đó có nghĩa rằng là ông ta sẽ được bị phải lâm tay, phải bị chụp hình, bị đo chiều cao, đo sức nặng, tất cả những cái vấn đề như tất cả những cái tội phạm khác. Và tôi không biết cái vấn đề còng tay có hay là không nữa, thưa anh Xuân Nam. Đó cũng là một trong những cái tin tôi nổi. Wow, it's unbelievable đối với nước Mỹ, phải không anh Xuân Nam? Cái vụ này lớn quá, cái Dạ. vụ này lớn. Bởi vậy chúng ta nhìn thấy rằng cái cộng đồng người Việt ở Nam Cali cũng giống như tại Bắc Cali, chúng ta chuẩn bị cho một cái cuộc bầu cử là điều rất đúng. Và đến bây giờ thì tất cả những người nào mà trong quá khứ đã manh nha hoặc đã cố tình vào những cái vấn đề gian lận bầu cử thì quý vị cẩn thận kỳ này nha. Tôi nói thật tình là quý vị phải cần cẩn thận. Vì một vài tin đồn mà có thể nói với FBI đây họ cũng biết rằng là có một vài nơi, tôi nói có một vài nơi người ta đang hồ nghi, nghi ngờ thôi, là cái vấn đề sử dụng tất cả những cái lá phiếu bỏ trong bì thư. Nhưng mà anh cũng biết rất nhiều người họ chưa hiểu, thành hôm nay thì cử tri cũng cần thông cảm và hiểu vấn đề này. Khi một cái phiếu đã bỏ trong một cái bì thư, quý vị đừng có nghe ai, đừng có ai dụ dỗ mà quý vị nói ồ cách này cách nọ để tháo ra để lấy cái ấy làm theo cái ý của họ. Đây là một cái hành động rất nguy hiểm cho quý vị về vấn đề pháp lý tại Hoa Kỳ. Sở dĩ tôi nói như vậy là rất nhiều người đã nói ồ cái lá phiếu bỏ ông bí thư sao lấy ra được, có nhiều người nói ô họ lấy cái máy hít xịt ra cái thì nó bung cái đó ra để thay thế khác. Là đến lúc chúng ta cần phải cân nhắc về cái tương lai của chúng ta, đừng có nghe một ai nào nói, đừng có ai bị vấn đề xúi dục làm cái điều gì. Quý vị thực thi cái quyền của quý vị ở mức độ của quý vị mà thôi, đừng có đi quá xa và đừng có nghe ai nói. Và nếu khi bị có cái chuyện gì, chắc là quý vị đã biết về vấn đề gian lận bầu cử ở Hoa Kỳ và cố tình mà có thể người ta gán ép cho quý vị là phá hoại cuộc bầu cử, đó là một cái trọng tội rất lớn, thưa quý vị. Kinh khủng ấy, rất là nguy hiểm. Đó là mình cân nhắc cơ hội này để mình nói cho tất cả những người mà cái tích cực là điều rất tốt, thưa anh Xuân Nam. Tích Cứ cực bỏ, đó là cứ đúng sức. điền đơn xong rồi điền đơn xong rồi cầm ra bưu điện, drop vô trong bưu điện thì chắc ăn chứ. Đúng. Hay nhất là cái Không. vấn đề đó, vấn đề. Không bỏ trong thùng thơ mình luôn, bởi vì có lúc nó đi nó lục thơ đó. Tôi lấy cái đó về xong nó sửa đổi lại mình mang tiếng. Đúng, anh Nam nói một câu rất là hay và tôi nghĩ rằng là đến lúc chúng ta qua đây cũng đã lâu, chúng ta là trở thành những người công dân Hoa Kỳ, chúng ta biết cái trách nhiệm của chúng ta như thế nào, thì chúng ta cũng có thể là payback trả lại cái sự tự do dân chủ họ đã dành cho chúng ta, thì chúng ta viết lá phiếu, đóng lại, dán lại, cầm ra, bỏ thùng bưu thư, bưu điện. Đó là lý do tại sao 40 năm qua, từ ngày tôi sống tại Mỹ, là tôi gần như không có bỏ thơ. Đi Bên trực như tiếp luôn là hả? nhà tôi khoảng chừng một cái block nhà thôi, khoảng như vài trăm thước như vậy, thì cái trạm cứu hỏa đó
lấy làm chỗ phòng bầu bầu phiếu. Thì tôi đi trên đường nào tôi stop đó, tôi bầu cử xong nó đưa tại chỗ, nó drop vô thùng tư, nó drop vô cái thùng tại tại phòng bầu phiếu đó, là mình đi luôn an toàn nhất. Mình bầu đúng người mình muốn bầu, mình không không lá phiếu mình không không bị tập bậy tập bạ. Thì ráng chút xíu không thôi, 4 năm có một lần, 2 năm có một lần mà. Đâu có gì đâu. Mà bây giờ anh Nam thấy nha, tôi có một cái thời gian ở đây, trong những thời gian gần đây tôi nhìn thấy cái sinh hoạt, bắt đầu tôi nghĩ ra một cái vấn đề, cái vấn đề mà làm cho cái người Việt của chúng ta liên kết đến với nhau, giúp đỡ với nhau, tận tình với nhau hơn. Tôi nghĩ rằng lấy nhiên những cái tổ chức này tổ chức nọ rất là tốt, nhưng mà tôi thấy những cái hội đồng hương là một cái căn bản có thể làm cho người ta gần gũi với nhau hơn, ít có cạnh tranh với nhau nhiều hơn, và có thể đi đến một cái chỗ hòa đồng với nhau nhiều hơn. Đại Nam, thế anh nghĩ như thế nào về cái lời tôi mới vừa trình bày với anh? Tôi nghĩ cái ban đại diện cộng đồng nó có thể có vấn đề, mình nó không hợp hiến, nó không hợp gì, nó không có đại diện được cho ai, nó không nằm trong cái cơ chế chính quyền. Nhưng mà nếu cái ban đồng hương của mình đó là hội ái hữu học sinh này học sinh nọ, hội ái hữu quê này tỉnh này quận kia, hội ái hữu trường học này trường học nọ đó, mình gom lại các ông chủ tịch phó chủ tịch và tổng thư ký đó, thành lập một ủy ban đại diện, trong ủy ban đó mình chọn ra ban đại diện cộng đồng thì tôi nghĩ là tốt đẹp nhất. Và nếu chúng ta không làm việc đó thì bây giờ tại San Jose chúng ta chung đi vác thùng phiếu đi để xin từng lá phiếu vào ban bầu cử, người ta là cứ lúc đầu ngoài ngoài nó không nhìn thấy những nhân vật ra ứng cử, thì nhân vật có tế giá có khả năng, vì giống bây giờ con cá bỏ lên mặt mà trên mặt đất thì con cá đó trong môi trường không làm việc được, không có văn phòng, không có staff, không có tài chính, không có được chính quyền ủng hộ, không được dân ủng hộ, thì ban đại diện cộng đồng để làm cái gì? Bởi tôi thế không tôi tôi không thấy nghĩ lần đầu tiên, lại như tôi biết anh Sơn Nam từ lâu rồi, cũng nhiều khi lên gặp anh chào hỏi, lúc sau này thì cũng có điều kiện gặp anh như lúc trước nhiều, nhưng đến qua những cái lần làm việc với anh thì tôi thấy, nghĩa là anh tạo cơ hội để nói chuyện với anh đó, thì tôi thấy đã đến lúc tất cả những người ở vào cái thế hệ lớn như mình có điều kiện gặp gỡ, thì chúng ta đến lúc cần làm sao nói đến cái tiếng nói cuộc sống của chúng ta trong những ngày vừa qua, chúng ta đã làm những điều gì, và bây giờ thì chúng ta trở lại một cái vấn đề, đã đến lúc cần phải có những vấn đề tích cực và thiết thực với nhau nhiều hơn, thì chúng ta những cái hình thức để rồi tạo nên những cái sự, có thể nói là cái lúc gần nhau, anh thấy không, bao nhiêu người gần gũi nhau, tốt với nhau biết bao nhiêu, nhưng mà chỉ có một cái gì đó quyền lợi hay là một cái gì đó trở thành một sớm một chiều trở thành kẻ thù luôn. Anh Xuân Nam ơi, tôi thấy cái này tôi không. không. Tôi nghĩ cái điều nên làm là thằng cộng sản nó làm được, tại sao mình làm không được, Vâng. là vì già tới lứa tuổi nào đó là không được ra các chức vụ cộng đồng. Tại vì thằng cộng sản nó không ra, nó 65 tuổi tổng bí thư không gì đó nó bị nghỉ đúng không, nó xong Nguyễn Phú Trọng lên cái mấy trên cái mấy tuổi là nó đã la làng rồi. Mình từ ngày năm 75 đến giờ đó, tụi mình ra đây cái tụi trong nước đó, từ thời kỳ là Hồ Chí Minh rồi Trường Chinh, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng này xuống tới này nọ kia khác, nó 4 năm thế hệ rồi. Nhưng mà anh Sơn Đam, anh thấy này, cái lỗ hổng của người Việt chúng ta, cái thế hệ trẻ nó không có tiếp nối được cái thế hệ như chúng ta. Tại vì mình ngồi đó nó phải không, bây giờ cái nó không cái ghế Vâng. mà tôi ngồi làm sao sao ra chỗ ngồi, Đúng, tôi anh muốn thấy. anh ngồi đó thì tôi mới đứng khỏi ghế đó. Cái việc đầu tiên là tôi phải bước ra khỏi ghế tôi đi cái đã, Vâng. thì anh mới thấy có ghế trống và người ta mới tìm cách kiếm người ngồi ghế đó, chứ còn tôi ngồi đó làm sao có chỗ người khác ngồi. Đúng. Với hơn nữa cái như vậy này thưa anh, cái người Việt chúng ta cứ dựa vào những cái việc gọi là được đề cao trước đám đông. Tôi thấy có nhiều khi có nhiều người không có một cái gì hết trơn trọi, buổi họp này buổi họp nào cũng phải muốn nêu tên ra chức vụ này chúng ta, mà nó không có thiết thực hết. Chắc anh cũng biết là cái chức vụ việc nghị viên ngày trước thì anh biết rồi, là dành cho những người mà có thể nói họ về hưu, họ giúp đỡ cho thành phố. Nhưng bây giờ thì đến cái lúc người Việt chúng ta đến một cái thành phố đó thì cái chiến lược lại thay đổi. Tôi rất là thích anh nói câu này, thật sự tôi rất là thích anh nói câu này. Anh nói một cái điều mà tôi tính nói lâu nay rồi tôi ngại nói ra, sợ biết lòng các người lớn tuổi. Tôi đi dự một cái buổi tiệc cùng hội đoàn lớn ở đây, tôi ngồi nghe 3 tiếng đồng hồ
họ chỉ giới thiệu cái những người mà chủ tịch, phó chủ tịch, tổng thư ký của từng hội đoàn một. Thì một hội đoàn lớn ở đây thì họ mời tất cả các hội đoàn khác đều về tham dự, mà hội đoàn không về tới ba bốn người thì họ mời ba chủ tịch, phó chủ tịch, hai phó chủ tịch, tổng thư ký, thủ quỹ, bốn năm người. Mà anh nghĩ khoảng 100 hội đoàn như vậy là 400-500 người. Mày giới thiệu người này thì người kia sẽ buồn, không giới thiệu người kia sẽ buồn. Mà muốn giới thiệu để khỏi ai buồn phải giới thiệu hết. Anh nghĩ buổi tiệc từ đầu đến đuôi chỉ để giới thiệu 300-400 ông về chủ tịch, phó chủ tịch, phó tịch, tổng thư ký đó. Hết buổi tiệc. Vậy mà chưa chưa giới thiệu xong. Điều cho thấy là gì? Mình không làm được giống gì rồi đó hết. Mà mình có nhiều chức quá. Mà anh thấy ngay cả giới báo chí tôi cũng hay nói về chuyện này, quý vị, nghề nghiệp của chúng tôi, quý vị cho chúng tôi đến, quý vị săn tin tin tức là cái điều tốt cho chúng tôi rồi, quý vị khỏi cần phải giới thiệu người này người nọ. Ở Hoa Kỳ này mấy cái cuộc họp báo tôi cũng đi nhiều, không ai giới thiệu từ ABC từ CNN, không cần thiết gì hết trơn rồi. Miễn sao quý vị đến là quý vị và tới làm ok. Hôm nay là xong xuôi, người ta nói cái mục đích chính là cái vấn đề cái điều mà chúng ta cần biết qua cái buổi gặp gỡ đó. Mục đích chúng ta ví dụ như hôm nay là ngày quân lực thì chúng ta đến đó để nói tại sao cái ngày quân lực diễn ra, chúng ta bổn phận phải làm gì, rồi chúng ta trong tương lai. Không thấy chỉ thấy giới thiệu ông này ông nọ ông kia cứ giới thiệu hoài, và cái điều đó thì chắc lẽ chúng ta đến lúc gặp cái cơ hội nói chuyện với anh để, thì tôi cũng nghĩ rằng hy vọng là lại nhiên chúng ta ngày làm chút xíu nữa thì có ngày đến lúc chúng ta, vì chúng tôi thấy một cái lỗ hổng rất lớn. Giới trẻ của chúng ta, thế hệ thì tất cả những cái hậu duệ, tôi không thấy hậu duệ nào ra cái lúc nào hết trơn. Trời anh ơi, mấy cái ngày lễ lớn toàn mấy ông 70 mấy tuổi đi ra cùng nụm với cái áo Phải tập cái tính mà truyền trao cho thế hệ trẻ. Như vâng 4 năm nay được, tôi nói với các con tôi, bây giờ bố già bố không có cúng kính nữa, thì giờ tụi mày phải lo cúng kính tổ tiên ông bà, cháu nội cháu ngoại, con dâu con rể con trai con gái lo vụ đó. Tôi đâu có lo đâu, tôi không có làm gì thế, tại mình không giao sao tụi nó làm. Mình làm hết thì tụi nó lấy gì để nó làm. Mà nó ý y nữa là mình đã làm rồi, nó không muốn làm. Đúng không? Cho nên việc đầu tiên chắc vì bước ra khỏi cái ghế mình đang ngồi. Không, thật sự thì cái Việt Nam và cái gọi là cái văn hóa truyền thống người Việt chúng ta kính lão đắc thọ là một cái sự việc rất tốt, và có thể nói chúng ta tôn kính. Nhưng cái điều tôn kính không có nghĩa rằng là chúng ta cứ để cho họ cứ hiềm để khi họ họ điều hành tất cả cái tổ chức này tổ chức đó, lui tới cũng chỉ có chừng đó mà thôi. Thì tôi nghĩ rằng bây giờ tôi nói với anh một cái vấn đề như vậy: những người thương phê bình là những người chúng ta để cho những người hậu duệ trẻ họ đứng ra họ làm công việc này, chứ lui tới tới lui chỉ có những người ô. Tôi không có nói ai, nhưng mà tôi cũng tham dự nhiều, tôi thấy thì đã đến lúc cái tinh thần nó phải tiếp tục di chuyển đến cho truyền đến cho những người trẻ sau. Thì hôm nay mình nói chuyện vậy thôi chứ không phải là mình có một cái ý gì, nhưng mà ít nhất đó là cái sự kiện của những người báo chí như anh em mình, thì không nhẹ mình thấy mình không nói thì kỳ, mà nói thì đã đến lúc tôi thì tôi không ngược nữa rồi. Tập trung đến lúc này thì đã từ lâu thì tôi đã có cái ý nghĩ tôi được ở ấy, nhưng nhiều người nếu quý vị tôi gặp gỡ tôi hỏi quý vị trả lời là quyền của quý vị, nhưng mà tôi cảm thấy ngượng khi tôi không hỏi cái câu hỏi đó. Đó cái đó là nói lời thành thật như vậy thưa anh. Rất là cảm ơn anh. Câu chuyện đã đủ chưa Tôi nghĩ rằng là chắc là cũng quá đủ rồi, để ngày anh? mai có thêm. vâng Rồi bây giờ chúng ta chia tay nha. vâng gửi lời chia buồn với gia đình anh Lee Sang Quyết, và hy vọng nếu tôi có thể sắp xếp được tôi sẽ cũng muốn lên có trong cái ngày tang lễ là dự với anh, vì cái tình anh em với nhau bên cạnh quý. Rất là Cảm cảm ơn. ơn anh. Hy vọng có dịp gặp anh. Vâng, Xin cảm ơn chào anh. quý vị. Gặp lại anh trong lần tới. Vâng, kính chào quý khán thính giả, và hy vọng chúng tôi sẽ gặp quý vị.